Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo Quốc hội, các đại biểu Quốc hội tham dự triển lãm chuyên đề Nhật báo Quốc hội với tổng tuyển cử đầu tiên, mùng 6 tháng 1 năm 1946. Triển lãm do Văn phòng Quốc hội tổ chức hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và phục vụ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, giúp người xem cảm nhận được không khí chuẩn bị và diễn biến của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên. Triển lãm chuyên đề Nhật báo Quốc hội với tổng tuyển cử đầu tiên mùng 6 tháng 1 năm 1946 gồm 2 phần. Phần 1, Nhật báo Quốc hội với tổng tuyển cử đầu tiên mùng 6 tháng 1 năm 1946. Phần 2, trưng bày bộ sưu tập gốc 15 số của Nhật báo Quốc hội. Sau khi giành được độc lập, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đứng trước yêu cầu cấp bách cần phải tổ chức càng sớm càng hay cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Trong bối cảnh đó, cùng với các tờ báo Cứu Quốc, Sự Thật, Lao Động, Dân Chủ, Nhật báo Quốc hội được xuất bản với mục đích tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa của cuộc tổng tuyển cử đối với vận mệnh của dân tộc Việt Nam. Nhật báo Quốc hội cũng giải thích thể lệ tổng tuyển cử cho người dân Việt Nam hiểu quyền hạn và bổn phận của cử tri trong việc chọn người đại diện cho mình tham gia vào Quốc hội. Đồng thời giúp các ứng cử viên đại biểu Quốc hội có một cơ quan vận động chung để giới thiệu thành tích, khả năng và chương trình hành động của mình. Nhật báo Quốc hội là tờ báo mang dấu ấn đặc biệt, chỉ phát hành trong thời gian ngắn, từ ngày 17 tháng 12 năm 1945 đến mùng 6 tháng 1 năm 1946, do Ban phụ trách tổng tuyển cử ở Bắc Bộ xuất bản. Mặc dù chỉ phát hành 15 số và hoạt động trong 21 ngày, nhưng Nhật báo Quốc hội đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền cho cuộc tổng tuyển cử. Sáng 23 tháng 10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo báo cáo thẩm tra về chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ủy ban Kinh tế nhất trí quy định thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch thuộc về Quốc hội. Về sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch, Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ đánh giá tác động của chính sách, pháp luật đến việc thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất, tiếp tục rà soát, làm rõ nguyên nhân đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, bảo đảm sát với nhu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó, cần rà soát bổ sung cập nhật số liệu để tăng tính chính xác và thuyết phục, làm rõ tác động của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến quá trình đô thị hóa và phát triển hạ tầng. Đồng thời, lưu ý quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch cần bảo đảm các định hướng chiến lược của Đảng, Nhà nước trong việc giữ diện tích đất trồng lúa, độ che phủ rừng. Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, bảo đảm sát với nhu cầu thực tiễn. Đồng thời, lưu ý quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch cần đảm bảo các định hướng chiến lược của Đảng, Nhà nước trong việc giữ diện tích đất trồng lúa, độ che phủ rừng, quan tâm đến việc bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, đất để phục vụ việc ứng phó với biến đổi khí hậu như hiện tượng sạt lở, ngập úng, bồi lấp đất. Cũng trong phiên họp sáng ngày hôm nay, Quốc hội nghe báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên, trước khi thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo. Về biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, Ủy ban Tư pháp đề nghị Quốc hội cho giữ quy định của dự thảo luật về giáo dục tại trường giáo dưỡng là biện pháp xử lý chuyển hướng, đồng thời đã phối hợp rà soát kỹ lưỡng từng trường hợp được áp dụng biện pháp này để bảo đảm chặt chẽ. Về thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng, trường hợp vụ án có liên quan đến bồi thường thiệt hại và các bên đồng thuận việc giải quyết bồi thường, thì việc giao cho cơ quan điều tra, viện kiểm sát quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng. Trong trường hợp vụ án phát sinh tranh chấp về bồi thường thiệt hại hoặc phát sinh vấn đề tịch thu tài sản, thì giao cho tòa án thẩm quyền quyết định cả việc áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng và bồi thường thiệt hại, tịch thu tài sản. Về tách vụ án hình sự có người chưa thành niên phạm tội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội quy định phải tách vụ án của người chưa thành niên phạm tội trong giai đoạn điều tra để giải quyết nhằm bảo đảm thực thi đầy đủ, hiệu quả các chính sách nhân văn, thân thiện, tiến bộ của dự thảo luật. Thảo luận tại hội trường về dự án luật tư pháp người chưa thành niên trong phiên họp sáng ngày hôm nay, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần cân nhắc nhiều đến việc áp dụng hoặc là không áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng, tách vụ án hình sự với người chưa thành niên phạm tội. Về tách vụ án có người chưa thành niên phạm tội trong giai đoạn điều tra hình sự, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp cho rằng
để có căn cứ phù hợp với tính chất vụ án thì quyết định tách vụ án nên do cơ quan liên ngành tư pháp quyết định. Tất nhiên tôi ủng hộ là tách cái vụ án ra, người chưa thành niên ra chứ không phải là không tách. Tuy nhiên không phải vụ án nào 100% như đề xuất đều phải tách thì tôi nghĩ rằng nó sẽ không hợp lý, vì có những cái trường hợp tình tiết trong xử lý vụ án mà người chưa thành niên nó có liên quan rất lớn và đặc biệt là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Cho nên nếu mà tách ra như vậy thì nó sẽ gây khó khăn cho cơ quan điều tra cũng như gây khó khăn cho cơ quan xét xử. Về quyết định mở phiên họp, xem xét áp dụng các biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng, đại biểu Dương Tấn Quân, đoàn Vũng Tàu cho rằng dự thảo cần quy định rõ thẩm quyền ban hành quyết định, tránh chung chung. Tại khoản 1 quy định trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được kế hoạch xử lý chuyển hướng, thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, viện kiểm sát, phó viện trưởng viện kiểm sát, thẩm phán ra quyết định mở phiên họp xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng. Theo tôi thì nếu quy định như trên thì chưa rõ cơ quan nào sẽ ra quyết định mở phiên họp xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng, có thể dẫn đến việc áp dụng theo nhận thức chủ quan và không thống nhất. Theo ý kiến của một số đại biểu, tỷ lệ tội phạm người chưa thành niên đang có xu hướng tăng cao, nhất là độ tuổi từ 13 đến 16 tuổi, trong khi dự thảo quy định một số tội không áp dụng biện pháp chuyển hướng như giết người, hiếp dâm, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy, chưa bao quát hết cũng như chưa dự liệu được tình hình, gây nguy cơ bất ổn cho trật tự xã hội. Dự báo tình hình tội phạm trong thời gian tới do người dưới 18 tuổi gây ra sẽ tiếp tục lại gia tăng, có thể xuất hiện những băng nhóm chỉ sử dụng người dưới 18 tuổi để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, vân vân sẽ gây ảnh hưởng đến không nhỏ đến trật tự, an toàn xã hội. Đại biểu này đề nghị dự thảo cần bổ sung thêm các trường hợp không áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng, tránh áp dụng không thống nhất đồng bộ, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm. Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nhóm BRICS năm 2024, sáng ngày hôm nay 23 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã rời Hà Nội, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS mở rộng năm 2024 tại Kazan, Liên bang Nga, từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 10. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự ở cấp cao một hoạt động của hội nghị BRICS mở rộng. Điều này thể hiện vai trò và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam tại các cơ chế đa phương, trong đó có BRICS mở rộng, nhằm góp phần giải quyết các thách thức toàn cầu, thúc đẩy phát triển bền vững, bao trùm, nâng cao vai trò và tiếng nói của các nước đang phát triển. Xin được chuyển sang một nội dung khác. Trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai, vào tối ngày 22 tháng 10, tại trung tâm huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đã diễn ra chương trình giao lưu công tác chính trị sĩ quan trẻ quân đội hai nước Việt Nam-Lào với chủ đề Sắt son một niềm tin. Tham dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Về phía Lào có Đại tướng Chăn Sa Mọn Chăn Nhạ Lạt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Giao lưu công tác chính trị và sĩ quan trẻ quân đội hai nước là điểm nhấn nổi bật của giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai. Với chủ đề Sắt son một niềm tin, giao lưu công tác chính trị và sĩ quan trẻ quân đội hai nước Việt Nam-Lào được tổ chức bằng hình thức tọa đàm, sân khấu hóa, thể hiện tình cảm sắt son của hai đảng, hai dân tộc và quân đội hai nước, phản ánh các hoạt động ý nghĩa, ấm tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào. Trong khuôn khổ giao lưu, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức trao học bổng nâng bước em đến trường cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của hai nước. Ngày 10 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện 105 gửi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành, yêu cầu chỉ đạo ban hành đầy đủ nội dung quy định chi tiết trong luật đất đai và những nghị định quy định chi tiết thi hành luật, hoàn thành trước ngày 15 tháng 10. Cho đến nay, theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 63 trên 63 tỉnh thành đã thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng. Tuy nhiên, còn một số tỉnh thành tiến độ ban hành văn bản còn rất chậm, mới ban hành từ 2 cho đến 5 trên tổng số 20 nội dung được giao trong luật. Thủ tướng phê bình nghiêm khắc Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và 5 tỉnh Lạng Sơn, Khánh Hòa, Đắk Lắk,
Bến Tre, Sóc Trăng do chậm trễ trong việc ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật đất đai, đồng thời yêu cầu các tỉnh thành trên kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân để xảy ra sự việc chậm trễ này. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông đang tham mưu xây dựng dự thảo nghị định xử phạt hành chính, trong đó dự kiến tăng nặng mức xử phạt với các hành vi gây tai nạn giao thông, cố ý xâm phạm trật tự, an toàn giao thông. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đang dự kiến điều chỉnh tăng mức xử phạt đối với một số nhóm hành vi vi phạm liên quan đến vi phạm quy tắc giao thông trên đường cao tốc và một số nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Đối với ô tô, hành vi đi vào khu vực cấm, đường cấm, mức phạt cũ từ 2 cho đến 3 triệu đồng, dự kiến mức phạt mới từ 4 cho đến 6 triệu đồng. Hành vi điều khiển ô tô không gắn đủ biển số, che dán biển số, gắn biển số giả, mức phạt cũ là 4 đến 6 triệu đồng, dự kiến mức phạt mới là từ 48 cho đến 52 triệu đồng. Hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện, mức phạt cũ từ 4 cho đến 6 triệu đồng, dự kiến mức phạt mới từ 28 cho đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, theo đề xuất mới, lực lượng chức năng sẽ tịch thu phương tiện đối với hành vi tái phạm, lạng lách, đánh võng. Theo nhận định của lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông, những hành vi trên có nguy cơ rất cao gây tai nạn, do vậy mức xử phạt cần tăng nặng để tạo tính răn đe tương xứng. Trước thông tin về việc nhiều địa phương trên cả nước rơi vào tình trạng hết phôi ấn chỉ, hết nguyên liệu để in giấy phép lái xe, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết việc thiếu phôi giấy phép lái xe là do không dự báo trước được nhu cầu đổi giấy phép lái xe của người dân tăng cao. Cục đã đề nghị nhà cung cấp phôi giấy phép lái xe cấp bổ sung. Tuy nhiên, do phôi phải nhập khẩu nên cần có thời gian. Đến cuối tháng 10 năm 2024, nhà cung cấp sẽ nhập đủ phôi để cung cấp cho các sở giao thông vận tải có nhu cầu. Trong 9 tháng năm 2024, theo thống kê, trong số 925 vụ cháy nổ, có 6 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, 3 vụ cháy lớn, 133 vụ cháy trung bình, làm 25 người chết và 14 người bị thương. Thiệt hại về tài sản ước tính là gần 9 tỷ đồng. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tham gia triển khai tổ chức chữa cháy ban đầu gần 90% vụ cháy và tự dập tắt được 503 trên 925 vụ cháy, chiếm 53,38%. Có 86 vụ cháy người dân tự thoát nạn hoặc là được cứu thoát bằng lối thoát nạn thứ hai. Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, nhất là trong mùa hanh khô, nguy cơ xảy ra cháy nổ cao, Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện, triển khai đồng bộ các biện pháp kiềm chế, kéo giảm số vụ cháy, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân. Theo tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam gửi Quốc hội, Chính phủ cho biết các khoản vay ODA thường đi kèm nhiều điều kiện, do đó thì việc sử dụng vốn trong nước sẽ giúp dự án được triển khai linh hoạt và độc lập hơn. Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép huy động nguồn vốn trong nước để đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trong 12 năm 2024-2035. Trung bình 5,6 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, quá trình triển khai sẽ huy động đa dạng các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư. Áp lực 5.000 km đường bộ cao tốc đến năm 2030 không lớn, nên kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn tới có thể cân đối dành cho đường sắt tốc độ cao. Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã phê duyệt các trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau với tổng số 36 trạm. Bộ cũng đã ban hành thông tư về sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ. Đây là nội dung trong báo cáo Bộ Giao thông Vận tải gửi Quốc hội về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn và giám sát chuyên đề. Cũng theo Bộ Giao thông Vận tải, trong thời gian chờ các trạm dừng nghỉ hoàn thiện công tác đầu tư đưa vào khai thác, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức 8 điểm dừng nghỉ tạm dọc tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía Đông chưa có trạm dừng nghỉ. Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục ra soát làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để thống nhất phương án đầu tư sân bay Côn Đảo trong tháng 10 năm 2024. Đây là nội dung công văn trả lời của Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị sớm triển khai dự án nâng cấp mở rộng sân bay Côn Đảo. Theo Bộ Giao thông Vận tải, do hạn chế về cơ sở hạ tầng, cảng hàng không Côn Đảo hiện chưa tiếp nhận được các loại máy bay lớn như A320, A321 mà chỉ tiếp nhận được các loại tàu bay như ATR-72, Embraer E190,
do đó việc khai thác đến Côn Đảo có phần nhiều hạn chế. Thưa quý vị, tổng mức đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dự kiến là hơn 67 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ Giao thông Vận tải, về bài toán huy động vốn, theo kinh nghiệm quốc tế cho thấy, để bảo đảm tính khả thi, nguồn vốn ngân sách nhà nước sẽ đóng vai trò chủ đạo. Dự kiến sẽ huy động từ nguồn vốn ngân sách nhà nước theo các kỳ trung hạn. Chính phủ cũng sẽ có phương án để huy động nguồn vốn trong nước và tùy theo khả năng cân đối có thể phát hành trái phiếu trong nước hoặc là vay nước ngoài. Trường hợp vay nước ngoài thì phải đi kèm với điều kiện ưu đãi, ít ràng buộc và điều kiện lớn nhất là phải chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có tổng mức đầu tư là 67 tỷ đô la Mỹ, với tiến độ dự kiến mỗi năm nhu cầu vốn cho dự án trung bình khoảng 5,6 tỷ đô la Mỹ, bằng 25% số vốn đầu tư công trung hạn hàng năm. Theo Bộ Giao thông Vận tải, nguồn vốn ngân sách nhà nước sẽ đóng vai trò chủ đạo, kết hợp huy động thêm các nguồn vốn chi phí thấp trong và ngoài nước. Còn Bộ Tài chính đánh giá, đến năm 2030, dự án hoàn toàn đáp ứng 3 tiêu chí về an toàn nợ công, nợ chính phủ, nợ quốc gia, đáp ứng 2 chỉ tiêu về trả nợ trực tiếp của chính phủ và bộ chi ngân sách tăng nhẹ. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, với tính toán sơ bộ về cơ cấu nguồn vốn, dự án sẽ không phụ thuộc vào vốn vay nước ngoài và tránh được bẫy nợ. Bẫy nợ là khi chúng ta đi vay nước ngoài, chúng ta có thể huy động được cái vốn ngân sách, vốn trái phiếu chính phủ, rồi cái nguồn vốn của địa phương, có thể tránh được cái nguy cơ rơi vào bẫy nợ như một số nước và vay của nước ngoài. Theo các chuyên gia, đây là thời điểm Việt Nam có đủ khả năng về tiềm lực kinh tế. Mỗi năm huy động khoảng 6 tỷ đô la Mỹ, chỉ bằng 1% GDP, có nghĩa là bộ chi tăng thêm 1% và nợ công tăng trong 10 năm, làm dự án từ 37% GDP lên 45% GDP. Vốn 5% là cái con số còn quá thấp so với trần nợ công 6%. Thì chúng ta thấy rằng là hoàn toàn yên tâm về mặt huy động nguồn vốn từ ngân sách thông qua con đường là chúng ta tăng cái vay nợ. Và chúng ta có thể vay được không? Thì tôi cho rằng là chúng ta hoàn toàn có thể vay được. Trước hết vay chúng ta phải nghĩ đến chuyện là vay bằng trái phiếu chính phủ trong nước. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, GDP sẽ tăng khoảng 0,97 điểm phần trăm so với không đầu tư dự án. Nguồn thu từ khai thác quỹ đất, khai thác thương mại dự kiến khoảng 39 tỷ đô la Mỹ. Nguồn thu này sẽ góp phần cải thiện toàn bộ các chỉ tiêu an toàn nợ công, trả nợ trực tiếp và bộ chi. Theo thông tin mới nhất từ Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, niên vụ 2023-2024, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,46 triệu tấn cà phê với giá trị là 5,43 tỷ đô la Mỹ. Đây là kim ngạch xuất khẩu trong một niên vụ cà phê cacao cao nhất từ trước cho đến nay và cũng là lần đầu tiên vượt mốc 5 tỷ đô la Mỹ. Giá trị xuất khẩu cà phê liên tục tăng mạnh trong thời gian qua. Tính chung trong cả niên vụ 2023-2024, giá xuất khẩu cà phê đạt bình quân 3.673 đô la Mỹ một tấn, cao hơn gần 50% so với niên vụ 2022-2023. Theo Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, với mức tăng như trên, cà phê hiện là nông sản có giá tăng mạnh nhất trong số các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Bình quân trong 9 tháng năm 2024, giá xuất khẩu cà phê bình quân của Việt Nam đạt 3.896 đô la Mỹ một tấn, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính riêng tháng 9 năm 2024, giá cà phê xuất khẩu bình quân đạt 5.469 đô la Mỹ một tấn, mức giá xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay. Theo số liệu từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 8 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã trở thành nguồn cung chuối lớn nhất cho Trung Quốc với lượng xuất khẩu đạt gần 460.000 tấn, trị giá 189,82 triệu đô la Mỹ, tăng 19,6% về lượng và tăng 0,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Với thị phần tăng đáng kể, ngành chuối Việt Nam đã thay thế vị trí nhà cung cấp số 1 của Philippines và đang chiếm lợi thế tại thị trường Trung Quốc. Nguyên nhân được cho là thời tiết tại Philippines không thuận lợi, dẫn đến sản lượng giảm và giá cao hơn. Tại tỉnh Hải Dương, các địa phương trong tỉnh duy trì và phát triển được 133 vùng sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gap và Global Gap, với tổng diện tích là hơn 1.600 ha. Trong đó có nhiều loại cây trồng chủ lực tạo ra sản phẩm an toàn cho giá trị kinh tế cao. Cây trồng có diện tích đạt chứng nhận Việt Gáp nhiều nhất ở tỉnh Hải Dương là vài quả với gần 500 ha,
Tiếp đến là cà rốt hơn 300 ha, cải bắp gần 130 ha, hành tỏi 82 ha. Đối với sản phẩm Global Gap có hơn 100 ha vải, 18 ha cải bắp, 15 ha cà rốt. Các vùng sản xuất Việt Gap, Global Gap đều được các địa phương quy thành vùng tập trung, sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt. Tại các vùng sản xuất đạt chứng nhận Việt Gap và Global Gap ở tỉnh Hải Dương đều đã thiết lập quản lý mã số vùng trồng, hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ giữa nông dân với các hợp tác xã và doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm ngay từ đầu vụ. Phương thức sản xuất này đã giúp nông dân có lợi nhuận cao trong sản xuất nông nghiệp, từ đó mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích cây trồng. Chuyển sang một thông tin y tế đáng chú ý. Bộ Y tế cho biết từ năm 2024 cho đến năm 2030 sẽ có thêm 4 vaccine được tiêm chủng miễn phí cho người dân. Đó là vaccine phòng bệnh tiêu chảy do virus Rota cho trẻ dưới 1 tuổi tại 32 tỉnh năm 2024, 41 tỉnh vào năm 2025 và triển khai trên toàn quốc từ năm 2026. Vaccine phòng bệnh phế cầu từ năm 2025, vaccine phòng bệnh ung thư cổ tử cung từ năm 2026, vaccine phòng bệnh cúm mùa từ năm 2030. Như vậy, theo lộ trình từ nay cho đến năm 2030, số vaccine được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí cho người dân sẽ được nâng lên tổng số là 15 loại. Thưa quý vị, sau khi phát hiện vi phạm tuyển sinh, chế độ đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú ở một số huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra, rà soát hoạt động của tất cả các trường nội trú. Đoàn liên ngành kiểm tra, rà soát đối tượng tuyển sinh, thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú ở 11 huyện miền núi, gồm Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lăng Chánh, Bá Thước, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa và Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc. Kết quả kiểm tra sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa công bố sau khi có kết luận của đoàn liên ngành. Những năm gần đây, việc đào tạo nghề đã trở thành một trong những ưu tiên quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Đặc biệt, nhiều chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên theo học tại các trường cao đẳng nghề đang được triển khai, mang lại nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp cho các em. Tại Phú Yên, một số trường cao đẳng nghề, nhiều sinh viên đã được những hỗ trợ đáng kể như là miễn học phí, cấp học bổng và các chế độ ưu đãi khác. Suốt 3 năm học nghề, em Hoàng An, sinh viên ngành may thiết kế thời trang trường cao đẳng nghề Phú Yên, được miễn hoàn toàn học phí và trợ cấp hàng tháng theo quy định của nhà nước. Nghề xong thì bọn em được nhà trường hỗ trợ giới thiệu vào các công ty doanh nghiệp thì sẽ có được việc làm ngay. Là đây là có được cái bằng cao đẳng với lại trung cấp 2 năm 3 năm được lợi thế, được học miễn phí, được bảo hiểm y tế của nhà nước cho hết và được nhà nước lo hết luôn. Nếu mà học giỏi được có nhận học bổng. Các chính sách hỗ trợ học phí và học bổng đã trở thành nguồn động viên rất lớn cho nhiều bạn trẻ. Ngoài những ưu đãi về tài chính, các trường cao đẳng nghề còn có nhiều chương trình đào tạo bám sát thực tế, bảo đảm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng tốt nhu cầu của các nhà tuyển dụng. Riêng cái tiền của trường không á, là hỗ trợ các em khoảng 1 tỷ đồng. Ngoài ra là những cái chính sách thu hút học bổng và nhà trường liên kết với các doanh nghiệp để hỗ trợ các em. Nhờ các cái chính sách phân luồng cũng như là các chế độ chính sách dành cho những người học nghề á thì cái thu hút cái học sinh phân luồng sau trung học cơ sở là rất là tốt. Các chính sách và chương trình đào tạo của các trường nghề đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, giúp nhiều bạn trẻ chinh phục ước mơ và đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chọn phương án nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, từ ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ, tức là từ ngày 25 tháng 1 đến ngày mùng 2 tháng 2 năm 2025 để trình Thủ tướng phê duyệt. Nếu được thông qua, cán bộ công chức viên chức sẽ có kỳ nghỉ liên tục 9 ngày. Lịch nghỉ Tết chính thức bắt đầu từ thứ Hai 27 tháng 1 năm 2025, tức là ngày 28 tháng Chạp năm Giáp Thìn, kéo dài đến hết thứ Sáu 30
31 tháng 1 năm 2025, tức là ngày 3 Tết. Trước đó, người lao động đã có 2 ngày nghỉ cuối tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật 25-26 tháng 1 năm 2025. Sau kỳ nghỉ Tết chính thức, người lao động sẽ tiếp tục nghỉ thêm 2 ngày cuối tuần là ngày 1 và ngày 2 tháng 2 năm 2025. Như vậy, tổng cộng kỳ nghỉ sẽ kéo dài từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2025.